ngay sau đây, chờ đón xem phút giây quyết định cuối cùng như thế nào. Quý vị hãy giải lao trong ít phút nhé. Là giây phút hồi hộp nhất, chỉ một cuộc gọi duy nhất nhưng không biết sẽ dành cho bạn Minh Tướng hay bạn Hồng Sơn đây. Xin mời mọi người. Wow. Như một nàng búp bê luôn á, chỉ một cuộc gọi đến với một chàng mà thôi. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người một lần đếm duy nhất trong ngày hôm nay thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Và tần số tình yêu đến từ Bảo Bảo đã thuộc về hai bạn nam, là có muốn là người luôn bên cạnh em để giữ điện thoại cho em, để không dễ vỡ, để em không còn xa áp lưng không ạ? Em là người miền Tây, em rất là thích ăn canh chua và bạn đó nói bạn đó nấu rất ngon. Nhưng mà bạn đấy cũng nói là thích nấu được canh khổ qua và nấu được bữa cơm gia đình. Không chàng nào hết. Bảo đã quyết định mình sẽ không bắt trúng một tần số tình yêu nào cả từ hai chàng trai. Bảo Bảo ơi, bạn có thể nào nói lý do không? Qua quá trình tìm hiểu thì em cảm thấy là tần số của em và người ấy hơi xa quá, nên là không thể nào bắt trúng được, nên là em sẽ quyết định không gọi với ai cả. Ủa, nhưng mà khi nãy nghe bạn nói là bạn mong muốn nấu món canh chua cho cả hai chàng ăn cơ mà. Có thể là người bạn với nhau em vẫn nấu được một nồi canh chua cho cả hai cùng ăn ạ. Ồ, quá là hối tiếc. Không biết cảm giác của hai chàng trai như thế nào ta? Cảm giác nó sẽ nhân đôi lên khi Bảo Bảo sẽ tiến về trung tâm của hai chàng trai. Xin mời Bảo Bảo. Rồi, hai chàng trai khoảnh khắc này có thể nhìn được nhan sắc thật sự của Bảo Bảo. Có ai nói lên lời không ạ? Thì mình nói trước nha. Lúc tìm hiểu hai vòng vừa rồi thì thấy cũng có sạc điện qua tần số xíu. Nhưng mà đến vòng cuối thì bạn nữ nói là không trúng miếng nào thì có thể sau chương trình này mình có thể làm bạn. Khá là tiếc, tại vì em cũng khá thấy cái tính cách của bạn khá là thú vị, nên là em muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà bạn lại không cùng tần số với em rồi. Em rất là cảm ơn hai anh đã có ấn tượng với em. Em có muốn một ca khúc muốn dành tặng cho hai anh. Wow. Mà còn hát bài nhớ lắm nha anh là chết. Không có tín hiệu của tần số tình yêu, nhưng mà có tín hiệu của tần số tình bạn rồi. Có những phút giây mình vui vẻ với nhau như vậy cũng là đáng quý rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.